Đình quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV kính thưa quý khán giả, nhà văn Dương Thu Hương là một cái viết nổi tiếng đối với độc giả thì Việt Nam cũng như là nhiều quốc gia trên thế giới. Ờ, vào những năm 1986, tác phẩm của bà được gây chú ý nhất đối với độc giả Việt Nam đó là cuốn Thiên Đường Mù. Sau đó một loạt những tác phẩm khác ra đời mà phải kể đến cuốn Tiểu thuyết Vô đề, hay còn một cái tựa khác là Khải Hoàn Môn. Cách đây 9 năm thì nhà văn Dương Thu Hương đã qua thủ đô Paris của nước Pháp để sống lưu vong. Và đây là thời gian bà trước tác rất nhiều sách đã được nhiều nhà xuất bản ngoại quốc dịch ra tiếng bản xứ. Thí dụ như tiếng Pháp, tiếng Phần Lan, tiếng Đức, tiếng Na Uy vân vân. Và hiện nay bà dành chọn thì giờ để viết và tiếp tục có những chăn trở thao thức và đóng góp cho con người và đất nước Việt Nam. Ngay tại quê nhà của chúng ta. Hôm nay những ngày uh, giữa của tháng 8 năm 2015, chúng tôi hân hạnh được thư chuyện với nhà văn Dương Thu Hương ngay tại căn nhà bà sống tại Paris. Xin uh, kính chào bà Dương Thu Hương, thưa bà trong 9 năm vừa qua kể từ lần gặp gỡ đầu tiên và phỏng vấn bà cho tới hôm nay đó thì đời sống của nhà văn Dương Thu Hương tại uh, kinh thành ánh sáng Paris ra sao? Kinh thành ánh sáng Paris đấy là cái danh từ mỹ miều là dành cho rất nhiều người sung sướng. Còn tôi thì chắc tôi không có số phận của một người sung sướng, cho nên tôi thấy ở Paris thì cũng như ở bất cứ nơi nào khác thôi, tôi cũng hoặc là nói một cách thậm xưng là rừng rưng mà hoặc là nói một cách nó chính xác hơn là tôi cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt. Nếu bắt trước một cái cách nói của văn hào người Nga là Alexander Solzhenitsyn khi viết cái cuốn Một Ngày Trong Đời của Ivan Dinozovic ấy, thì 24 giờ đồng hồ của Dương Thu Hương tại Paris như thế nào hiện nay? 24 giờ của tôi thì nó liên tục hoặc là là viết hoặc là làm vệ sinh nhà cửa hoặc là giặt rũ quần áo hoặc là chạy đi mua cái gì đấy để có thể khỏi chết đói hoặc là làm bếp mặc dù là tôi làm bếp rất, rất là dở và tôi rất ghét nghề làm bếp nhưng mà thôi thì sống một mình thì đành phải nuôi thân vậy thì tóm lại là tôi cũng không có định kỳ không có ý thức phân biệt rõ ràng thời gian nên nó cứ như vậy nó cứ như cứ một cái guồng nó cuốn như vậy thôi có một số độc giả có để ý tới đời sống của bà Dương Thu Minh Pháp nhưng mà cũng không biết được rõ lắm nhờ chúng tôi truyền một câu hỏi đến với bà là về mặt kinh tế thì cái cuộc sống lưu vong của bà ra sao? Cuộc sống của tôi cho đến tận ngày hôm nay chưa chết đói là rất may vì thật sự những cái năm vừa rồi ấy là những cái năm khi kinh tế giảm giảm sút sách bán không được nhiều nhưng mà tôi vẫn sống được ở với một cái mức sống bình thường đấy là cái sự cố gắng của nhà xuất bản và cũng là cái cơ may trời đất cho. Bà vẫn sáng tác đều và trong thời gian 9 năm qua thì bà đã cho ra mắt độc giả người Pháp và một số quốc, các quốc gia khác những cuốn sách nào rồi? Thật sự mà nói thì tôi không viết liên tục những nhà văn Pháp chuyên nghiệp. Bởi vì như ông biết cái cuộc sống của tôi là tranh đấu. Mà tranh đấu thì không phải cái nghề mà có tôi có thể diễn giải cho các ông bác bà nghe được. Nó, bởi vì cuộc trận đấu tranh tôi nó là một cuộc đấu tranh ở trong bóng tối một cuộc kháng chiến ở trong bóng tối của một nhóm người. Thành bại không biết từ trời, nhưng mà chúng tôi đã làm liên tục từ 1985 đến nay. Thế còn ngoài những thời giờ, thời, thời giờ mà dành cho cuộc tranh đấu cho dân tộc, thì tôi viết văn. Mà viết văn thì tôi cứ cảm thấy rất ân hận đối với đồng chí, các đồng chí của tôi vì đó là của tôi. Viết văn là, là là cuộc sống riêng của tôi, là lối thoát riêng của tôi, là niềm sung sướng riêng của tôi tiền nong cũng riêng của tôi cho nên rằng là cái đó nó là cái phần ích kỷ. Thậm sưng thậm sưng mà nói thì là cũng không có gì là tội lỗi lắm nhưng mà cũng vẫn cảm thấy ấy nấy khi mà anh em họ phải toàn tâm toàn huyết, toàn sức dành cho cuộc chiến đấu. Còn văn chương thì nó là một cái thú vui thôi và tôi hưởng lấy nó một mình. À, khoảng 3 năm thì tôi cho ra một cuốn sách Năm 2008 thì ra cuốn Ogenit 2011 thì ra cuốn um, Sanctuary Cơ 2013 thì ra cuốn um, Colin de Calutip tức là đồi bạch đàn còn năm nay thì sách đương dịch mà nào, tôi không biết là bao giờ kết thúc nhưng mà theo đúng kế hoạch thì răng sang năm 2016 nó sẽ ra một cuốn gọi là valet bleu tức là thung lũng màu da trời cuốn uh, ra năm 2011 tức là xăng cho đi cơ tức là hậu cung của con tim thế còn uh, cuốn 2013 là là đồ bạch đàn đó thì đó là một cái đíp tích đối với cuốn xăng cho đi cơ tôi viết về cùng một nhân vật nhưng mà hai cái hypothesis khác nhau hai cái giả thuyết khác nhau về có thể xảy ra cho cùng một kẻ mất tích những nhân vật trong bốn uh, cuốn sách bùng bà cho xuất bản tại nước Pháp và cũng được uh, dịch ra nhiều thứ tiếng khác đó thì ngoài cái cuốn mà nghe từ đề người ta có thể hiểu ngay được có liên quan đến tình hình Việt Nam đó là cái cuốn uh, đỉnh cao cho loại nói về cuộc đời ông Hồ Chí Minh còn ba cuốn sau thì có dính líu gì tới um, hay là có hình bóng của Việt Nam trong đó không hai cuốn uh, hậu cung của con tim và đội bạch đàn là Điếp tích có nghĩa rằng là hai tập của cùng một nhân vật tôi viết trên cái đứa trẻ nó bị nó nó trốn nhà đi thì cái tập thứ nhất ấy là vì lý do một cái những cái bi kịch xảy trong gia đình khi mà một người cha uh, vô đạo đức mà đã yêu cái 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 đứa con uh, gọi là yêu tình nhân của con còn tập thứ hai ấy là cái lý do mà cái đứa bé nó trốn đi là vì nó là một kẻ đồng tính luyến ái Hai tập đó về nhân vật đó là toàn hoàn toàn bối cảnh xảy ra từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam. Thế còn cuốn cuối cùng mà hiện giờ chúng tôi đương dịch à, uh, là Valle uh, vale Bleu, tức là thung lũng hồ xanh da trời thì tôi biết về đất Pháp, vùng Provence. Là cái nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm năm 1994 khi tôi sang đây thì làm cuộc du lịch đầu tiên. Cái uh, phản ứng của độc giả Pháp và độc giả những nước khác như nước Đức chẳng hạn hay là Phần Lan chẳng hạn đối với những tác phẩm của bà ra sao? Cái đó thì phải hỏi nhà xuất bản chứ không thể hỏi tôi được. Vì cái đó là Tôi, tôi, tôi cái cái câu giải lời rất là là khó khăn để cho một tác giả bởi vì tôi không thể nói được một cách chủ quan Mà tôi cho cái nhà văn nào mà có một thái độ can đảm để mà tự uh, phân tích và khen ngợi hoặc là 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 chỉ trích tác phẩm của mình thì cái đó phải có là những người khác tôi không đủ can đảm để làm như ấy mà thưa bà tại đất Paris này đời sống kinh tế thì rất là đắt đỏ nhưng mà cái việc mà bà được sống trong một cái nơi trốn rất là khang, tương đối là khang trang như vậy chứng tỏ là số sách mà độc giả mua để bà có thể có được tác quyền sống hẳn rằng độc giả cũng phải đông chứ tôi xin nói là tôi không biết tôi chỉ biết rằng là là tôi có thể sống được đến ngày hôm nay với mức sống bình thường như vậy là tôi nói là cảm ơn Chai Phật Thưa với bà, lúc nào bà cũng nói bà là một người đấu tranh và thậm chí bà còn cho thấy rằng cái việc viết sách đó là một cái thú vui của riêng bà thôi. Chứ còn những người đồng chí với bà, đeo đổi một mục tiêu chung với bà đó cũng không được hưởng gì trong cái công việc này cả. Bà có thể nói rõ hơn nếu được về cái mục tiêu mà bà và những đồng chí của bà muốn muốn đạt tới là cái gì? các đồng chí của tôi và tôi thì cũng như các ông là những người muốn đất nước thay đổi có dân chủ nhưng mà chúng tôi đi con đường của chúng tôi bởi vì mỗi người có một cách tính toán khác nhau và con đường của chúng tôi thì tôi cũng không có cái lý do gì để trình bày một cách kẹn kẽ ở đây bởi vì tôi đã nói với ông rằng đây chúng tôi là một cuộc chiến tranh trong bóng tối một cuộc vận động ở trong bóng tối và mục tiêu của chúng tôi không có gì hơn là để cho đất nước nó được thay đổi 40 năm trước trong một lần trả lời báo chí và thậm chí bà viết trong sách của bà bà có nói rằng vào ngày 30 tháng 4 đó, rất nhiều người trong cái binh đồi của bà từ miền Bắc vào Nam thì sững sờ thậm chí trầm trộ trước cái nét uh, uh, giàu có của miền Nam uh, cái sự thoải mái của miền Nam nhưng mà riêng cá nhân bà thì bà ngồi bên lề đường và khóc thì bà nói rằng bà thấy cái cuộc chiến tranh đó là một chế độ man dợ đã thắng một nền văn minh. Bây giờ là 40 năm kể từ lúc đó, bà có thấy đất nước mình có điều gì khá hơn hoặc thay đổi không? Câu hỏi đó nó cũng khó cho tôi bởi vì cái đó nó 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 đặt ra một thế phân ly giữa tôi với một số đông những người khác. À, với một số đông những người khác thì bây giờ họ cảm thấy rất hài lòng bởi vì cuộc sống vật chất khá hơn. Đặc biệt là bây giờ đất nước đã hình thành một lớp thương gia một cái lớp người mà ăn nên làm ra uh, chưa kể đến cái tầng lớp người, người ta gọi là tư sản đỏ còn bản thân những người dân dù bóc lột cùng khổ nhưng mà so với những cái ngày sống dưới chế độ man dợ xã hội chủ nghĩa những cái ngày mà là con người bị phân phối từng bỏ từng từng từng, từng mớ rau từng uh, bát gạo từng từng mẩu sắn thối thì thì nó là một sự thay đổi và họ hài lòng. Cho nên là tôi thì, thì tôi không tin rằng ở nước Việt Nam đấu tranh dân chủ theo con đường nhung lụa có thể đi được. Bởi vì dân chúng quá khổ, quá khổ rồi quá đói khát. Cho đến bây giờ họ rất là hài lòng với cái mức sống mặc dù đầu cổ họ bị bị đè đầu cưỡi cổ. Cái đó phải nhìn vào thực tế. Tức là người ta nói chính phủ nào thì là là dân ấy hoặc dân nào chính phủ ấy cái chính phủ lươn lẹo khốn nạn thối tha như vậy mà nó có đứng được mãi. Phải có cái lý do chứ. Nếu mà nếu mà tất cả những người dân đều ý thức về quyền của mình, nếu mà tất cả những người dân đều khao khát sống như những con người thật sự ngẩng đầu ngẩng cổ thì làm sao một cái chính phủ đê tiện khốn nạn hèn hạ toàn những bọn đầu đường xó chợ mà nó cứ tồn tại mãi được. Với những người mà hiện nay đang phải đối diện với một cái chế độ um, cường quyền như vậy làm cách nào để mà họ thể thoát được mà không phải trả những cái giá thậm chí tới tính mạng của họ. Cái điều đấy nó cũng là một nghịch lý. Trong cuộc chiến tranh những người Việt thường là người thường là những người lính rất dũng cảm. Với điều kiện là trọng hoàn gạch lịch sử thuận lợi và có những người lãnh đạo xứng đáng và dũng cảm. Cái đó chúng ta đã làm nên những cuộc chiến thắng mà không ai có thể chối cãi. À, tổ tiên chúng ta đã chiến thắng quân Nguyên ba lần, đúng không ạ? Trong khi đó thì quân Nguyên nó chiếm Trung Quốc, đúng không? Thế rồi tổ tiên chúng ta là là Quang Trung Nguyễn Huệ chẳng hạn đánh một lúc tan 20 vạn quân 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 xiêm rồi đến quân Thanh. Mà trong khi đó lúc đó là nhà Thanh tức là người Mãn Châu nó chiếm và người Hán buộc phải làm quan thuê cho người Mãn Châu. Thì đó là cái sự Chới trêu của lịch sử. Mà, mà tính về lâu dài thì chính chúng ta lại bị người hán thông trị 1 nghìn năm trước tất cả những cái thứ cất cớ của lịch sử như vậy thì chúng ta phải thấy rằng dân tộc chúng ta không phải là toàn bộ lúc nào cũng hèn cũng ngu cũng có những lúc nó quạt khởi nhưng phải có những điều kiện lịch sử và phải có những con người đủ tài cán để trèo lái nó thành ra bây giờ ông có phê phán tôi là nói dân hèn dân ngu là quá đáng không thì xin lỗi là ông cứ việc phê phán nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là một cái nhân dân mà để cho một cái chính phủ nó lũng đoạn đến như vậy một cái nhân dân mà làm biểu tình chống Trung Quốc mà bị bắt bị bị đàn áp mà vẫn câm mồm như vậy là là ngu là hèn chứ còn gì nữa bà cũng đã từng đối đầu với các biện pháp đàn áp khắc nghiệt của cái chế độ đó đương nhiên đương nhiên là, là 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 tôi đã đối đầu mà không những đối đầu mà sau đó nhiều năm tôi còn bị chúng nó tra tấn một cách về mặt tinh thần ấy. tức là ông biết là tôi là người sống một mình rất nhiều năm và bọn công an chủ chốt là bọn à ham lam thì không lúc nào là chúng nó không bới ra những cái chuyện bậy bạ xung quanh tôi cả không lúc nào là chúng nó không ngừng vu khống mà đặc biệt là vu khống ở phần đũng quần người đàn bà cái này thì tôi không phải kể. Đến mức độ mà con trai tôi khi mà nó nhặt là những cái thư của bọn A25 viết và ném vào phòng của tôi thì nó đã phải rú lên nó bảo là một cái dân tộc mà nó có thể đẻ ra những thằng nó viết những cái dòng khốn nạn thế này thì cái dân tộc quý làm sao mẹ phải hy sinh cuộc đời mẹ để đấu tranh cho nó. có nhưng mà tất nhiên là tôi thì tôi vẫn phải làm việc của tôi. Kính thưa quý khán giả, Người Việt TV vừa rồi là phần đầu tiên của phỏng vấn của chúng tôi với nhà văn Dương Tu Hương được thực hiện ngay tại căn nhà của bà ở thủ đô Paris của nước Pháp. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn phần 2 sẽ được phát hình vào tuần tới.